Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão số 9, bão Rai trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, sáng và trưa nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến chiều nay, tâm bão cách Bình Định, Phú Yên khoảng 210 km về phía đông, với cường độ bão mạnh cấp 14 lên cấp 15, giật cấp 17. Trong ngày hôm nay, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, tức là đi ngược lên phía trên ra Biển Đông, chứ không vào phía đất liền. Đến chiều mai ngày 20 tháng 12, tâm bão ngay trên vùng biển cách Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 260 km về phía đông đông bắc, tức là phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, với sức gió mạnh cấp 12 lên cấp 13, giật cấp 15. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trên biển, ven biển trong 24 giờ tới, có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 11 đến 19 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến từ 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8 lên cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 lên cấp 15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 lên cấp 8, giật cấp 10. Riêng vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7 lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cách 11 lên cấp 12, giật cấp 14. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Với diễn biến của bão số 9 như vậy, trong ngày và đêm hôm nay là cao điểm mưa gió của miền Trung trên cả biển cũng như trên đất liền. Vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có gió mạnh cấp 8 lên cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11 lên cấp 12, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ở vùng biển ven bờ bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 7 lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 lên cấp 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động dữ dội. Cũng do hoàn lưu bão số 9 nên ngày và đêm nay, trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 5 lên cấp 6, giật cấp 7. Ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Còn về diễn biến mưa, trong ngày và đêm nay, hầu khắp Trung Bộ đều có mưa. Trong đó, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên sẽ có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Còn về nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ duy trì ở mức từ 21 đến 24 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi với mức nhiệt là từ 21 đến 23 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, với mức từ 25 đến 27 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.